Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 225, Lan Nhân, 2 Trong thôn không chỉ có người mất tích, mỗi người cảm thấy bất an. Ta dẫn các ngươi đến một nơi an toàn tị nạn, mọi người nhanh chóng đuổi theo, đừng lạc mất người nào. Liễu căng tài không ngừng thét to, lừa gạt một đám thôn dân. Bọn họ đi thẳng vào hầm quặng, trèo thang xuống, cuối cùng đến một tầng dưới cùng. Tế cẩu nhìn đám người đông nghẹt tặc lưỡi nói, đệt mợ, đông người thế. Yêu ma ẩn nấp trong đám người, làm sao mới có thể tìm ra nó. Phương Tri Hành tức giận đáp, xem nhiều, học nhiều. Tế cẩu lập tức nhìn về phía hai vợ chồng phong quan nghĩa. Chỉ thấy hai người bọn họ xuất hiện bên cạnh liễu căng tài. Liễu căng tài trèo lên một khối nham thạch cao, tức cao giọng nói với tất cả thôn dân, các vị hương thân phụ lão, thôn đại liễu chúng ta liên tiếp có người mất tích, có người nói trong thôn có ma quỷ lộng hành, có người nói bọn họ chạy nạn đi rồi, nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết sẽ không. Vẻ mặt lão thôn trưởng trở nên lạnh lẽo, quát, các hương thân, trong mọi người có người xấu đó. Chính là người xấu kia, khiến những thôn dân mất tích quỷ dị. Lời này vừa truyền ra. Hiện trường nhất thời bùng nổ, mọi người bắt đầu xôn xao, nghị luận. Liễu căng tài khoát tay, ý bảo mọi người im lặng, tiếp tục nói, ta mời đến hai vị cao nhân, bọn họ có cách tìm ra người xấu kia. Lời còn chưa dứt, Phong Quang Nghĩa và Vân Trân cũng đi lên đài cao. Ánh mắt hai vợ chồng lạnh thấu xương, mặt mang sát khí, khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Phong quan Nghĩa cất cao giọng nói, trung khí mười phần lớn tiếng nói, chư vị hương thân không cần hoảng, đợi lát nữa các ngươi xếp thành hàng, từng người nối tiếp nhau tiến vào hầm mỏ này nhận kiểm tra của bọn ta, sau khi kiểm tra xong, lập tức rời khỏi hầm, hiểu chưa? Dứt lời, hai vợ chồng xoay người tiến vào hầm mỏ. Liễu căng tài nhìn quét mọi người, hô, nghe rõ rồi, trước tiên bắt đầu kiểm tra từ người của Liễu gia ta, người đầu tiên, Liễu Đại Sơn. Chỉ thấy một ông lão với mái tóc hoa râm ra khỏi hàng, lão là đệ đệ của lão thôn trưởng, đi đường run rẩy, tiến vào hầm mỏ. Hầm mỏ đó là một hang động chết, độ sâu không đến 10 mét, bên trong chất đống rất nhiều vật liệu đá khai thác ra. Phong Quang Nghĩa và Vân Trân đứng trong cửa động. Liễu Đại Sơn vừa đi tiến vào, Phong Quang Nghĩa lập tức yêu cầu lão nâng tay lên. Liễu Đại Sơn không rõ chuyện gì, liền làm theo. Phong Quang Nghĩa đột nhiên lấy ra chủy thủ, cắt nhẹ lên ngón tay của lão. Ai ia! Liễu Đại Sơn kêu thảm thiết, bất mãn tâm tức nhìn Phong Quang Nghĩa. Ngươi có thể đi rồi, nhanh chóng rời đi. Phong Quang Nghĩa phất tay, đồng thời hô với bên ngoài, người kế tiếp động tác nhanh lên cứ như vậy từng người lần lượt nhận kiểm tra phong quan nghĩa lặp lại quá trình này buồn tẻ lại nhàm chán nhưng không dám có chút lơ là tinh thần vẫn buộc chặt dù sao ngươi căn bản không biết người kế tiếp đi vào có phải yêu ma hay không có thể nói hai vợ chồng chịu áp lực cực lớn tế cẩu tặc lưỡi nói tìm như vậy tới khi nào mới xong phương tri hành thở dài đây là ma sói phiên bản hiện thực tế cậu nghĩ lại thì thấy cũng đúng liền nói mày nhanh chóng mở mắt xem thử có lẽ đồng tử xích huyết của mày nháy mắt có thể phát hiện người nào là yêu ma phương tri hành sớm có ý này cậu nhìn quanh lần nữa xác nhận vị trí của mình là một góc chết không ai có thể nhìn thấy cậu lúc này mới mở ra đồng tử xích huyết chỉ một thoáng hai mắt cậu một mảnh màu đỏ thần thánh mà quỷ dị mấy ngàn người ánh vào mi mắt phương tri hành nhanh chóng nhìn quét tới lui hai lần hai mắt lập tức khôi phục hai màu đen trắng thế nào tế cẩu hỏi phương tri hành lắc đầu trả lời chỉ phán đoán từ khí huyết tất cả thôn dân đều là người thường tế cẩu cạn lời khinh bỉ nói chật tao còn cho rằng đồng tử xích huyết của mày trâu bò lắm xem ra cũng chỉ như vậy phương tri hành không phản ứng với nó bất giác mặt trời lên cao mọi người vẫn đang xếp hàng làm kiểm tra. Tế cẩu nằm bò trên mặt đất, nhàm chán ngáp dài, mệt mỏi muốn ngủ. Phương Tri Hành chặt chẽ chú ý động tĩnh phía dưới, trong lòng kìm lòng không đậu nghĩ đến việc xếp hàng tét nước bọt. Miêu lão tam, đến phi ngươi. Liễu căng tài lại gọi một người. Miêu lão tam đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Liễu căng tài lại hô một lần, lúc này hắn mới bước đi thông thả, chậm rãi đi lên trước lão thôn trưởng thấy hắn đi quá chậm không kiên nhẫn thúc giục nói ngươi đi nhanh một chút nhưng còn chưa nói xong miêu lão tam bỗng một dậm chân nhảy lên trên nham thạch trực tiếp xuất hiện trước mặt liễu căng tài ngươi liễu căng tài lắp bắp kinh hãi nhìn kỹ lúc này mặt miêu lão tam không chút biểu cảm ánh mắt lạnh lẽo thấu xương lão chợt ý thức được cái gì mở miệng muốn hô to nhưng miêu lão tam chợt ra tay bóp cổ lão xoay lão lại khống chế trước người. Lão già kia, không ngờ ngươi lại lén lút mời cao thủ đến, nếu ta biết ngươi sẽ làm như vậy từ sớm, người đầu tiên nên ăn là ngươi. Miêu lão tam đáng sợ nói. Cứ hu hu. Lông tơ liễu căng tài dựng thẳng, khó mà hô hấp, hai chân treo trên không, đạp tới đạp lui. Yêu ma, còn không ngừng tay. Nháy mắt phong quan nghĩa và vân trân lao ra khỏi hầm mỏ, cắt gao nhìn chầm chầm miêu lão tam đừng tới đây miêu lão tam lớn tiếng quát ai dám ra tay ta sẽ giết lão thôn trưởng lời này vừa nói ra một đám thôn dân kinh ngạc không thôi chỉ rõ tam à ngươi làm gì mẫu thân của miêu lão tam kinh ngạc hô to lão tam ngươi điên rồi hả mau buông lão thôn trưởng ra đại ca của miêu lão tam gấp gáp nói đều câm miệng đi miêu lão tam trầm giọng rống to tiếng hô đó giống như sư tử gầm giống như hổ gầm núi rừng đinh tai nhức ốc hiện trường nháy mắt yên tĩnh lại câm như hến mọi người muộn màng phát hiện miêu lão tam này rất có vấn đề không phải người mà bọn họ quen miêu lão tam lạnh lùng nhìn phong quan nghĩa lạnh giọng nói chỉ cần các ngươi thả ta đi ta cam đoan không tổn thương bất kỳ ai thế nào phong quan nghĩa lạnh nhạt nói buồn cười ngươi là yêu ma yêu ma ăn thịt người Ngươi kêu ta tin ngươi sẽ không thương tổn bất kỳ ai à? Yêu ma. Ngươi nói ta là yêu ma. Miêu lão tam hơi mê mang, lạnh lùng nói, yêu ma gì chứ, ta là người. Ta luôn là người. Nửa tháng trước, bởi vì quá đói bụng, ăn một miếng thịt heo rừng chưa nướng chín, sau đó ta trở nên cực kỳ thích ăn người. Nhưng ta vẫn là người nha, sao ta có thể là yêu ma chứ? Quá đói thì ăn thịt người mà thôi, chẳng lẽ cái này cũng sai? Gia mặt phong quan nghĩa run rẩy, cẩn thận hỏi, ngươi còn nhớ tên của mình không, ngươi tới từ đâu, người nhà của ngươi có mấy người? Miêu lão tam lắc đầu nói, không nhớ rõ, ta không muốn nhớ lại, ta chỉ nhớ lúc ta tỉnh lại, rất đói bụng, bên cạnh có một đứa trẻ oa oa khóc to, còn muốn chết, vì thế ta ăn luôn đứa trẻ đó. Phong quan nghĩa hít thở không thông nói, trước khi ngươi biến thành yêu ma, chắc ngươi là một nữ nhân, là một mẫu thân, người đầu tiên ngươi ăn mất chính là con trai của ngươi. Miêu lão tam dạy ra một hồi, liếm đầu lưỡi, đột nhiên nghe răng cười nói, khó trách đứa trẻ đó lại ngon như thế. Khạch khạch khạch. Tiếng cười chói tai truyền ra, giống như cái loa được khuếch đại âm thanh, vô cùng lớn, đinh tai nhức óc, khiến người ta nghe xong trong lòng buồn bực, dạ dày sông cuộn biển gầm, không nhịn được muốn nôn. A, à, Yêu ma. Hắn thật sự là yêu ma một đám thôn dân kinh hãi muốn chết mỗi người thấp thỏm lo âu đều ôm đầu ôm tai lui về phía sau phong quan nghĩa thấy thế, thế Chào mày vội vàng quát lớn yêu ma đừng dãy dụa nữa ta sẽ cho ngươi thoải mái giúp ngươi giải thoát chỉ dựa vào ngươi cổ miêu lão tam vặn vẹo qua lại vài cái phát ra tiếng răng rắc quái dị chỉ thấy da của hắn rất nhanh chóng nhúc nhích dập dìu không ngừng giống như gợn sóng đồng thời thân thể hắn nhanh chóng cao lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được ngũ quan trên mặt cũng không ngừng vặn vẹo thay đổi một lát sau miêu lão tam cao hơn một cái đầu dáng người trở nên cường tráng đổi thành một gương mặt trẻ tuổi lúc này hắn hoàn toàn biến thành một người khác các thôn dân tập trung nhìn vào kinh ngạc hô ồ đó không phải là liễu bình an mất tích hả hắn là tôn tử của lão thôn trưởng hu hu lão thôn trưởng nghiêng đầu nhìn thấy khuôn mặt của tôn tử ruột, nhất thời đau khổ không muốn sống. Tôn tử của lão là võ giả, đệ tử chính thức của hắc hổ môn, hơn nửa thuở nhỏ gã tập võ, thiên phú tập võ còn cực kỳ tốt, tuổi còn trẻ đã tu luyện đến đại mãn cảnh sơ kỳ. Trên thực tế, Liễu Bình An sắp thăng lên chức hương chủ của hắc hổ môn, lần này, Liễu Bình An trở về quê thăm người thân, cực kỳ phô trương, thuộc loại áo gấm về làng, trở về trong niềm vinh dự, nhưng làm sao cũng không ngờ vẻ mặt liễu bình an vặn vẹo lộ ra vẻ dữ tợn tập trung nhìn phong quan nghĩa cười lạnh nói nói thật cho các ngươi biết ta cũng biết võ công hừ hừ ai giúp ai giải thoát còn chưa chắc đâu ta khuyên các ngươi thức thời một chút thả ta đi bằng không các ngươi chớ có trách ta đại khai sát giới phong quan nghĩa trầm giọng nói bọn ta đương nhiên biết rằng ngươi biết võ công hơn nữa bọn ta còn biết võ công mà ngươi biết là hắc hổ công mà liễu bình an tu luyện nghe vậy liễu bình an hiếp hai mắt lại khiếp sợ nói làm sao các ngươi biết được phong quan nghĩa hừ lạnh một tiếng ngươi là yêu ma vừa mới sinh ra không lâu còn không hiểu biết lắm về bản thân ngươi nhưng bọn ta đã giao đấu với yêu ma mười mấy năm cực kỳ quen thuộc với tình hình của các ngươi liễu bình an kinh ngạc không thôi trong mắt nhanh chóng chuyển động miệng chảy nước miếng Gã chảy nước miếng, rất muốn ăn ốc của phong quan nghĩa. Chỉ cần tiêu hóa ký ức của phong quan nghĩa, vậy gã sẽ hiểu biết bản thân nhiều hơn, hiểu biết đến tột cùng yêu ma là như thế nào. Mới vừa suy nghĩ đến đây, trong góc nghiêng bỗng nhiên hiện ra một tàn ảnh. Phía sau liễu bình an kình phong gào thét, ồ, còn có một cao thủ. Liễu bình an lắp bắp kinh hải, gã không chút nghĩ ngợi, kéo lão thôn trưởng qua làm lá trắng bằng thịt. Nhưng mà, động tác của người tới quá nhanh, phản ứng của gã chậm một nhịp, chỉ cảm thấy cổ tay chợt lạnh, đau đớn bén nhọn lập tức đánh úp lại. Một cây chủy thủ vung lên, cắt đứt gân tay của gã, máu tươi bắn tung tóe. Liễu Bình An đau đớn, theo bản năng buông lỏng tay. Lão thôn trưởng thuận thế ngã xuống, lăn xuống đài cao. Ngươi! Liễu Bình An quay đầu, thấy rõ ràng người cắt gã một đao, rõ ràng là một ni cô đầu trọc, không phải vân tâm đại sư còn là ai vân tâm đại sư vốn trốn trong hầm mỏ chờ đợi sau khi phong quan nghĩa ra ra yêu ma rồi hiện thân nhưng thật không ngờ yêu ma kia là vừa sinh ra không lâu thậm chí gã không biết bản thân là yêu ma nháy mắt không kiềm chế được chủ động bại lộ ép liễu căng tài làm con tin nhưng mà bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này đều có phương pháp ứng đối vì thế phong quan nghĩa cố ý kéo dài thời gian không ngừng dụ dỗ yêu ma nói chuyện. Vân tâm đại sư thì lặng lẽ vòng qua phía sau yêu ma, chờ đợi cơ hội ra tay, nháy mắt đánh lén, thuận lợi cứu lão thôn trưởng. Liễu căng tài, mau dẫn tất cả thôn dân rời khỏi. Vân tâm đại sư cầm chủy thủ, chắn trước mặt liễu bình an. Vân vân vân. Liễu căng tài cố gắng điên cuồng trốn thoát, trong miệng hô, chạy mau, mọi người chạy mau. Khoảnh khắc sau đó, Vân tâm đại sư ngang nhiên ra tay, lần nữa chủy thủ đâm ra. Tay phải tạm thời bị phế của Liễu Bình An, đang nhanh chóng khép lại, gã nâng tay trái đỡ. Nhưng mà, vân tâm đại sư lại ra một chiêu giả, bà thình lình vương tay trái, bóp cổ Liễu Bình An, cố định gã tại chỗ. Dường như trong khoảnh khắc này, Phong Quang Nghĩa và Vân Trân cùng xông tới. Kỹ năng bộc phát, đường lan thủ. Kỹ năng bộc phát, thủy hà. Hai vợ chồng đánh về phía sau lưng Liễu Bình An, gọi ra sát chiêu của mình. Rầm rầm, thân hình Liễu Bình An chấn động mạnh, vì một tiếng miệng phun ra đầy máu. Xương vai phải của gã bị phong quan nghĩa đánh nát. Cái óc bị vân trân đánh trúng, đánh cho đầu gã choáng váng não trướng. Ta sắp chết rồi. Trên mặt Liễu Bình An hiện lên biểu cảm sợ hãi sau đó thân thể gã đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như co giật. Ba người vân tâm đại sư thấy cảnh tượng như vậy đều biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Yêu ma sắp hiện nguyên hình. Phương Tri Hành và Tế Cẩu ẩn nút trong góc ở chỗ cao, trừng mắt nhìn từng cảnh tượng. Đầu tiên là miêu lão tam tự bạo, sau đó hắn lại biến thân, chớp mắt biến thành liễu bình an. Trong nháy mắt, Phương Tri Hành mở ngay đồng tử xích huyết tử ra để quan sát kỹ. Tế Cẩu không nhịn được hỏi, sao rồi, có thấy thứ như, yêu khí, không? Phương Tri Hành không hề chớp mắt. Miêu lão tam là người thường, khí huyết của hắn yếu ớt lờ mờ như ánh nến lượng lờ ngoài thân. Nhưng ngay khi hắn biến thành Liễu Bình An, khí huyết trên thân đột nhiên tăng vọt, thiêu đốt phù vụ giống như ngọn lửa chói mắt. Thú vị. Phương Tri Hành không khỏi tấm tắc kêu lạ. Yêu ma ăn rất nhiều người, sau đó có thể thông qua biến thân để tùy ý hoán đổi giữa người và vật hoán đổi thành miêu lão tam thì hắn sẽ là người thường không có gì lạ hoán đổi thành liễu bình an thì gã sẽ là võ giả mạnh mẽ có thực lực đại mảnh cảnh sơ kỳ phương tri hành than nhẹ chỉ với vẻ ngoài sự biến thân xuất thần nhập hóa của yêu ma quả thật rất khó phân biệt đâu là yêu ma từ trong đám người sau một khắc ba người vân tâm đại sư đột nhiên lùi lại nhanh chóng rời xa liễu bình an chật sao lùi lại vậy đồng tử của phương tri hành co rụt trong nháy mắt có cảnh giác. Cậu cách khá xa nên không nghe được bên đó nói gì. Chỉ thấy toàn thân Liễu Bình An run rẩy co quắp kịch liệt, xẹt xẹt xẹt, trên người bốc lên lượng lớn sương xám. Trong giây lát, sương xám tràn ngập ra ngoài, bao trùm lấy Liễu Bình An. Sương xám vô cùng dày đặc, còn lẫn với mùi tanh nồng. Rất nhanh, ba người Vân Tâm đại sư không còn nhìn thấy bóng dáng của Liễu Bình An nữa. Nhưng bọn họ lại không hoảng sợ rõ ràng không phải là lần đầu gặp phải tình hình này hai mắt phương tri hành đỏ tươi nhìn về mảng xương xám dày đặc cậu có thể thấy rõ bên trong xương xám dày đặc có chùm hào quang màu đỏ mãnh liệt cháy hừng hực như lửa trại ngày càng tràn đầy khí huyết của yêu ma lần nữa tăng vọt rồi phương tri hành ý thức được tình hình xảy ra vào lúc này có lẽ là yêu ma có thể hiện ra nguyên hình mà trước đó vân tâm đại sư bọn họ nhắc đến xương xám dày đặc không ngừng khuếch tán không đến mấy hơi thở thì khuếch trương đến phạm vi 40, 50 mét ba người vân tâm đại sư không ngừng lùi lại dường như bọn họ rất kiên kỵ xương xám dày đặc nên không đến chạm vào một lúc lâu sau xương xám dày đặc cũng dừng khuếch tán bắt đầu nhạt dần trở nên loãng đi ba người vân tâm đại sư ngẩng đầu nhìn lại bên trong xương xám dày đặc hiện lên một bóng mờ cao lớn tản ra cảm giác ác bách khiếp người chỉ chốc lát sương xám dày đặc chỉ còn lại một tầng mỏng manh. Bóng mờ cao lớn cũng hiện ra đường nét rõ ràng. Đó là một cơ thể nữ cực lớn cao đến 10 mét, có đường nét của loài người, tứ chi hoàn chỉnh, ngũ quan đều đặn, mặt ngoài cơ thể mọc ra bộ lông cứng màu đen rậm rạp. Phần ngực thình lình có 8 căn phòng lớn chen chúc như quả nho. Nữ yêu ma ngửa đầu, khép hờ mắt, khóe miệng chảy nước bọt như dòng suối nhỏ, sền sệt lại bẩn, tràn ngập mùi tanh phong quan nghĩa hít sâu sắc mặt vô cùng nghiêm túc hắn ngạc nhiên nói hiện tại thực lực của yêu ma có thể đạt đến nhất cầm cảnh rồi vân tâm đại sư bình tĩnh tự nhiên đạp bước đi lên trước thản nhiên nói không sao để bần ni đến thử xem bà bước từng bước đi đến dưới chân của nữ yêu ma nữ yêu ma đột nhiên cúi đầu quan sát vân tâm đại sư hai mắt ả trừng to khẹt khẹt nói đứa trẻ ngoan của ta ngươi đói rồi à có muốn uống sữa không À vương bàn tay phải cực lớn chụp về phía vân tâm đại sư, nhẹ nhàng nói, nào, đứa trẻ ngoan của ta, đến vòng tay của mẫu thân nào, mẫu thân sẽ đút sữa cho ngươi. Vân tâm đại sư hít sâu rồi chắp tay trước ngực, bắp thịt trên người bà nhanh chóng động đậy, làn da toàn thân nổi lên nếp uống như nếp nhăn, càng ngày càng sâu, càng xấu. Chốc lát sau, làn da toàn thân bà thô ráp như vỏ cây già lâu năm. Phong quan nghĩa thấy vậy thì chấn động nói, đây là lời cực hờ ô một thần công đúng không? Vân Trân gật đầu cười nói, đúng vậy, sư tỷ tu luyện công pháp hệ sa hạt, phòng ngự cực kỳ cường hãn. Hệ sa hạt của nữ tử giống hệ huyền quy của nam nhân, đặc thù là chống đỡ đã kích, chấn ngược lại. Vân Tâm Đại Sư dậm chân, bộc phát tại chỗ, nên đón bàn tay khổng lồ mà nữ yêu ma đang vươn qua. Bịch, lòng bàn tay phải của nữ yêu ma đột nhiên nổ tung, tạo ra một lỗ máu. Vân Tâm đại sư vọt ra từ lỗ máu, đáp lên cánh tay phải của nữ yêu ma, nhằm về phía bờ vai của ả, "A, à, đau quá." Nữ yêu ma hét thảm, đột nhiên giận dữ, lạnh giọng nói, "Ngươi không phải là đứa trẻ của ta." Ả à, giơ bàn tay trái cực lớn lên vỗ về phía Vân Tâm đại sư như đập mũi vậy. Bốt, vỗ một cái lên cùi chỏ bên phải. Phục, sau nháy mắt, tay trái của nữ yêu ma cũng nổ tung, tạo ra một lỗ máu. Vân Tâm đại sư vừa vọt ra, dưới chân đã phát lực, ba bước nhập lại làm hai, nhảy lên trên vai của nữ yêu ma. Lúc này, lỗ máu trên lòng bàn tay phải của nữ yêu ma đã nhanh chóng khép lại đến khi hoàn toàn biến mất. Vân Tâm đại sư đứng trên vai nữ yêu ma, động tác không hề dừng lại mà nắm chặt song quyền, đột nhiên nhảy lên, lấn đến gần trán của nữ yêu ma, đấm ra một quyền. Bịch, chỉ một thoáng, trên trán của nữ yêu ma như bom nổ, máu thịt văng tung tóe. Thiên linh cái đã bị đánh nát, lộ ra màu đỏ trắng ở bên trong. Cùng lúc này, hai tay của nữ yêu ma khép mạnh lại rồi vỗ ra, bốt, một âm thanh giòn tan vang lên, Vân Tâm đại sư bị hai bàn tay lớn đập trúng. Sư tỷ. Vân Trân khẩn trương, nghẹn đến cổ họng. Hai bàn tay lớn nhanh chóng mở ra. Vân Tâm đại sư rớt xuống từ trên cao, đập xuống mặt đất, tạo ra cái hố lớn. Nhưng giây tiếp theo, bà đã nhảy ra khỏi hố lớn, toàn thân không chút tổn hại, cũng không bị thương. Vân Trân thở vào nhẹ nhõm, ngửa đầu nhìn lại, vết thương cực lớn trên trán của nữ yêu ma đang từ từ khép lại, bằng tốc độ khiếp người. Chúng ta cũng lên đi. Vân Trân lao ra, chạy về phía chân phải của nữ yêu ma. Phong Quan nghĩa thấy vậy cũng không nói nhiều, mà vọt thẳng về phía chân trái của nữ yêu ma. Vân Tâm đại sư cũng nhảy lên bay về phía đầu gối phải của nữ yêu ma. A, à, chính ngay lúc này, nữ yêu ma đột nhiên há to miệng, phát ra tiếng kêu thê lương chói tai. Từng làn sóng xung kích mắt thường có thể thấy được khuếch tán ra từ trong miệng ả, gió mạnh kịch liệt khiếp người trùng kích về phía đại địa. Vân tâm đại sư thay đổi sắc mặt, cơ thể bị gió mạnh cuốn đi, bay ngược ra ngoài. Bà nhanh chóng đáp xuống mặt đất, hai chân chạm đất trượt đi. Vân Trân và Phong Quang Nghĩa cũng bị thổi ngược về, một người ngã trên mặt đất lăn lộn hơn 10 vòng, một người thì đụng lưng vào nham thạch. Tràn ngập lượng lớn bụi mù, cứ như là bão cát. Trong lúc nhất thời, ba người vân tâm đại sư không thể không nhắm mắt lại, bịt kín miệng mũi. Cũng may gió mạnh đến nhanh mà đi cũng nhanh. Bụi mù cũng tản nhanh theo gió. Hai người họ lần nữa tập hợp lại một chỗ, kiểm tra lẫn nhau, ngoại trừ phong quan nghĩa bị trầy da thì vẫn ổn. Đứa trẻ của ta, ngươi ở đâu? Nữ yêu ma đột nhiên khóc thúc thiết, nước mắt chảy ra ào ào. Nước mắt bẩn như nước thải trong đường cống ngầm, dọc từng dọc lớn xuống mặt đất, nện lên bùn đất xoay tròn. ầm đùng, nữ yêu ma ngồi co quắp trên mặt đất, che mặt khóc lóc, càng khóc càng dữ dội. Vân tâm đại sư nhìn thấy tình hình này thì trầm giọng nói, hiện tại tinh thần của ả không tỉnh táo, chính là thời cơ tốt để chúng ta ra tay, giết. Ba người họ không chần chờ mà lần nữa nhào tới. Nữ yêu ma đột nhiên cúi đầu nhìn về phía ba người họ, hỏi: "Các ngươi có nhìn thấy đứa trẻ của ta không?" Vân Tâm đại sư nhảy lên bắp đùi của nữ yêu ma, điểm mũi chân, sau đó đáp lên khuỷu tay của ả, lần nữa bay lên không, nhảy lên gò má của ả, "Yêu ma, nhận lấy cái chết đi." Vân Tâm đại sư ra quyền hung ác, lúc này bà đâu còn chút từ bi nào của người xuất gia. Bịch, gò má của nữ yêu ma nổ tung, chuyển hướng về phía bên kia, phun ra máu tươi. Vân Trân ở phía dưới vọt đến đầu gối phải, xuất ra một quyền mạnh. Trăng rắc, đầu gối phải của nữ yêu ma truyền ra tiếng nứt xương. Phong quan nghĩa không cam lòng tỏ ra yếu kém, tay bọ ngựa đáp trên đầu gối trái của nữ yêu ma, rạch ra hai lỗ hổng sâu, máu chảy như suối. Nữ yêu ma bị đau, lại là một tiếng gầm rú thê lương lập tức từng làn sóng xung kích mắt thường có thể thấy cuồn cuộn ra ngoài từ trong miệng ả gió mạnh cuốn đến ba người vân tâm đại sư lại bị gió mạnh thổi đi nhưng lần này bọn họ đã sớm có chuẩn bị nhanh chóng ổn định bóng dáng không còn chật vật như lần trước đó nữa Giết! ba người họ không ngừng nghỉ mà đánh về phía nữ yêu ma đứa trẻ của ta đứa trẻ của ta nữ yêu ma thì thào rên rỉ ả à đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía vân tâm đại sư ngươi cướp đứa trẻ của ta đi rồi đúng không trả lại cho ta trả đứa trẻ lại cho ta mau nữ yêu ma chợt vương bàn tay khổng lồ bắt lấy vân tâm đại sư với tốc độ rất nhanh hất mạnh xuống mặt đất té xuống đùng vân tâm đại sư ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất mặt đất rung động kịch liệt tạo ra hố lớn không đợi bà bò dậy trả đứa trẻ lại cho ta Yêu ma quơ song quyền nện xuống mặt đất, chấn động ầm ầm, mặt đất không ngừng rung động run rẩy, bụi đất tung bay, nữ yêu ma nện một phát 20 30 cái, hố lớn trên mặt đất nhanh chóng mở rộng. Ả à, dừng lại, dơ song trưởng lên, nhìn đi. Hai nắm đấm rách nát, có thể thấy xương trắng ở bên trong. Vân Tâm bò dậy khỏi hố lớn, phủi bụi trên người, trên mặt hiện lên nụ cười khinh thường. Sức mạnh của ngươi vẫn chưa đủ làm tổn thương ta đâu. Vân tâm đại sư bình tĩnh lại, tuy bà là nữ tử nhưng khổ tu khô một thần công, cơ thể chịu đòn rất được. Người đánh bà nhất định sẽ bị chấn ngược lại rồi tổn thương. Hai tay của nữ yêu ma nhanh chóng khép lại. Ả à khóc lóc la ầm lên, đứa trẻ của ta mất rồi, ta phải đi tìm đứa trẻ của ta. Ả à đứng lên, cơ thể cao 10 mét như lầu cao, mỗi lần hai chân di chuyển dẫm xuống mặt đất đều như địa chấn. Nữ yêu ma bước ra ngoài. Vân Tâm Đại Sư nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vàng nhìn ra xa. Lúc này, lão thôn trưởng đang dẫn đám thôn dân bò lên bậc thang, bọn họ vẫn chưa rút lui đến bên ngoài hố. Chặn ả lại. Vân Tâm Đại Sư vọt mạnh về phía trước. Vút, đúng lúc này, một mũi tên thình lình bắn ra ngoài, chui vào ấn đường của nữ yêu ma. Một tiếng, vịt, vang lên, mũi tên xuyên thủng qua, bay ra ngoài từ sau đầu. Ấn đường và sau đầu của nữ yêu ma xuất hiện một lỗ máu. Nữ yêu ma lão đảo rồi ngã rầm trên mặt đất. Tiễn. Là phương hiệp sĩ ra tay. Ba người vân tâm đại sư không khỏi mừng rỡ. Bọn họ không khỏi nhìn quanh, nhưng không tìm thấy phương tri hành đang ẩn nấp ở đâu. Ra tay, một hơi giải quyết ả đi. Vân tâm đại sư hít thở sâu, nhảy lên trên bụng của nữ yêu ma, nhảy về phía trước, dẫm phải một căn phòng lớn, bắn lên, sau đó đáp lên sống mũi của nữ yêu ma vết thương bị xuyên ở ấn đường của nữ yêu ma vẫn đang khép lại tốc độ khép lại rõ ràng chậm hơn vết thương khác một tí vân tâm đại sư siết chặt song quyền vọt về phía sống mũi của nữ yêu ma đập mạnh từng cái một sống mũi của nữ yêu ma nhanh chóng sụp xuống nhưng không lâu sau nữ yêu ma chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào vân tâm đại sư thè đầu lưỡi đỏ tươi ra ngoài cuốn lưỡi lên Vân Tâm đại sư vội vàng nhảy xuống, suýt chút nữa thì bị đầu lưỡi cuốn vào. Nữ yêu ma bắt đầu đứng dậy rồi chậm rãi ngồi xuống. Nhưng giây tiếp theo lại có một mũi tên bắn đến, nhắm chuẩn vào ấn đường của nữ yêu ma. Bịch, đầu của nữ yêu ma trùng xuống, lại té xuống mặt đất. Vân Tâm đại sư phấn chấn tinh thần, nhảy đến chỗ ấn đường, liên tục xuất quyền về chỗ vết thương, nện thành một lỗ thủng máu rất lớn. Chỉ chốc lát sau, nữ yêu ma không còn động tĩnh vết thương trên người cũng dừng khép lại ba người vân tâm đại sư mệt mỏi thở hồng hộc lùi về phía sau không bao lâu sau thi thể của nữ yêu ma dần biến thành màu đen cơ thể khô héo từng chút héo rút cuối cùng hóa thành một bãi tro tàn gió thổi qua là tản ra hay cuối cùng cũng đánh chết ả rồi phong quan nghĩa đặt mông ngồi dưới đất mệt mỏi sức cùng lực kiệt sắc mặt trắng bệch toàn thân là mồ hôi nóng Vân Trân cũng ngồi xuống, dựa lưng vào nhau thở hổn hển. Còn toàn thân Vân Tâm Đại Sư đầy máu, bà chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại thì thào niệm kinh văn siêu độ về phía tro tàn đang tản ra. Đợi mọi thứ kết thúc. Chuyện xong rồi, chúng ta đi thôi. Vân Tâm Đại Sư than khẽ, lúc này trên mặt bà đã khôi phục bình tĩnh và sự từ bi. Hai người họ đi ra khỏi hố quặng. Phương Tri Hành đã đợi bọn họ ở lối ra. Phương Hiệp Sĩ, đa tạ ngài đã trợ giúp. Vân tâm đại sư dựng thẳng trưởng lên, khen từ tận đáy lòng, kỹ thuật bắn tên của thí chủ quả nhiên cao siêu vô song, không phát nào hụt, bắn khiến con yêu mà đó không ngẩng đầu lên được. Vân Trân cũng khen ngợi, không có ngài giúp đỡ, có lẽ bây giờ bọn ta vẫn đang chém giết đấy. Phong Quang Nghĩa chắp tay nói, lão đệ có tài bắn cung tốt lắm, ngưỡng mộ. Phương Tri Hành nói, chỉ là chút tài mọn mà thôi, không thể phô ra không có ba vị chiến đấu hăng hái, dù tiễn của ta có lợi hại cũng không thể nào loại bỏ con yêu ma đấy được. Cậu vừa dứt lời, lão thôn trưởng liễu căng tài dẫn đám thôn dân đi qua. Bịch bịch bịch. Mấy nghìn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cuốn quyết dập đầu, cảnh tượng hơi đồ sộ. Liễu căng tài cảm động rơi nước mắt, trung giọng nói, đa tạ bốn vị đại hiệp, các ngài đã cứu người của thôn bọn ta. Vân tâm đại sư vội vàng đỡ lão thôn trưởng, xua tay nói điều là chuyện bọn ta phải làm chư vị mau đứng lên đi đám người lão thôn trưởng vẫn dập đầu liên tục nghìn ân vạn tạ một lúc lâu sau bốn con ngựa cao to thông dong đi trên đường lớn sư tỷ phương hiệp sĩ hai phu thê bọn ta còn phải đến nơi khác lúc này tạm biệt nhé vân trân cười chắp tay nói vân tâm đại sư gật đầu nói đi đường cẩn thận hai phu thê họ gật đầu rồi cưỡi ngựa rời đi Phương Tri Hành nhìn theo, sau đó quay đầu nhìn Vân Tâm Đại Sư, tò mò dò hỏi, Đại Sư, yêu ma bị xuyên qua đầu cũng không chết được à? Vân Tâm Đại Sư mỉm cười rồi hỏi ngược lại, thí chủ có từng tính toán tổng cộng bọn ta đã giết chết con yêu ma đấy bao nhiêu lần không? Phương Tri Hành nhớ kỹ lại rồi không khỏi giật mình, kinh ngạc nói, lẽ nào là 12 lần? Vân Tâm Đại Sư gật đầu, đúng vậy, con yêu ma đấy tổng cộng ăn 12 người cho nên ả à có 12 cái mạng, bọn ta phải liên tục giết ả 12 lần mới có thể giết chết ả được. Yêu ma ăn 12 người thì có 12 cái mạng, Phương Tri Hành run sợ, tặc lưỡi nói, lỡ như yêu ma ăn hơn nghìn người, thậm chí là vạn người thì sao, lẽ nào bọn nó sẽ có nghìn đến vạn cái mạng à? Vân tâm đại sư than thở, tuy khiến người ta khó tin nhưng hiện thực chính là như thế. Nếu có ngày chúng ta thật sự gặp được yêu ma có từ nghìn đến vạn cái mạng, thì chúng ta phải giết chết bọn nó từ nghìn đến vạn lần mới có thể diệt tận bọn nó được phương tri hành ngạc nhiên trước đây từng xuất hiện yêu ma đó à vân tâm đại sư khẳng định gật đầu nói từng xuất hiện hơn nữa không chỉ một lần phương tri hành cạn lời không kìm lòng được mà liếc mắt nhìn tế cẩu yêu ma và tế cẩu thần kỳ giống nhau bọn nó đều có nhiều mạng tế cẩu nghe ở bên tai cũng kinh ngạc khó hiểu truyền âm đến tình hình gì vậy yêu ma cũng mở bất à. Ừm, hách còn đỉnh hơn cả mày đấy. Phương Tri Hành hiểu rõ, cậu trầm ngâm nói, yêu ma ngoại trừ không thể tu luyện thì là tồn tại giống như bất. Tế cậu suy nghĩ rồi đáp lại, theo tao thấy, yêu ma hơi giống, kẻ háo ăn, ở trong game, chỉ cần bọn nó ăn người khác thì có thể nắm giữ kỹ năng của người ta, rất biến thái, quả thật là không thể nói lý. Phương Tri Hành suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi Vân Tâm Đại Sư, Lúc yêu ma hiện ra nguyên hình, đột nhiên có lượng lớn sương xám xuất hiện là chuyện gì vậy? Vân tâm đại sư giải thích rõ ràng. Theo bọn ta suy đoán, sương xám đấy là mồ hôi và máu đen của yêu ma bốc hơi hình thành. Thí chủ nghĩ lại xem, lúc yêu ma hiện ra nguyên hình thì cơ thể thay đổi kịch liệt, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao, tất nhiên sẽ bài tiết ra lượng lớn mồ hôi và máu đen, sau đó hóa thành sương xám. Phương Tri Hành hiểu rõ, cậu cảm thấy kỳ lạ. Hình như các người không dám chạm vào sương xám, điều này lại là sao vậy? Vân Tâm Đại Sư nói, sương xám đấy đến từ yêu ma, có kịch độc, nếu hít vào lượng ít sẽ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, buồn nôn, cơ thể không khỏe. Hơn nữa, hít vào quá lượng thì có thể dẫn đến mất phương hướng thần trí, thậm chí chúng ta còn không khống chế được cơ thể. Phương Tri Hành nhíu mày, nhớ kỹ điểm này ở trong lòng. Cha! Đường xá lại ổn hai người họ thúc ngựa lao nhanh đi khoảng một tiếng sau bọn họ thuận lợi chạy về am thủy tĩnh phương hiệp sĩ mệt mỏi cả đêm vất vả cho ngày rồi hãy nghỉ ngơi cho tốt vân tâm đại sư cười nói phương tri hành vội vàng nói ta không sao đại sư cũng nghỉ ngơi thật tốt hai người họ tách nhau ra phương tri hành quay về thiện phòng đầu tiên là vui vẻ đi tắm rửa sau đó nằm trên giường ngủ thiếp đi ngủ một giấc đến buổi chiều. Lúc thức tỉnh, Phương Tri Hành nghe thấy tiếng mưa rơi ở sông cửa. Cậu ngáp dài, nằm lười trên giường một lúc mới rời giường mặc y phục. Cậu đẩy cửa sổ ra nhìn. Ào ào ào, thời tiết bên ngoài âm u lạnh lẽo, trừng trúc chập chờn, mưa nhỏ kèm tuyết. Mưa rơi tí tách, tuyết bay không tiếng động. Mọi thứ đẹp như một bức tranh. Phương Tri Hành thở sâu, hít không khí trong lành vào trong phổi rồi chậm rãi thở ra ngụm khí đục tinh thần cả người thoải mái không ít phương tri hành mày tỉnh rồi tế cẩu đột nhiên chạy đến ngồi xổm ở trước mặt phương tri hành thè lưỡi ra lắc lư cái đuôi nhiệt tình phương tri hành nghiêng mắt nhìn tế cẩu trong lòng cảm thấy kỳ lạ mấy ngày nay tế cẩu đều tự chơi đùa dính chặt tiểu a hoa vui chơi thỏa thích hoàn toàn không muốn ở cùng với phương tri hành sao đột nhiên ân cần đến vậy cậu không khỏi nhíu mày gì đấy Tế cẩu động đầu qua bên cạnh mấy cái, có ý bảo, đi, đến thị trấn ăn chút gì ngon đi. Phương Tri Hành hiểu ra. Cũng đúng, hai người họ ở Am Thủy tỉnh cũng 10 ngày rồi, mỗi ngày đều ăn chay, đã sớm chán rồi. Tế cẩu thèm rồi, Phương Tri Hành cười dẻo, sao vậy, mày muốn ăn mặn rồi à? Tế cẩu chảy nước bọt, mỗi ngày đều cơm canh đạm bạc, ai mà chịu nổi chứ, lẽ nào mày không muốn ăn mặn? Ừm, tao muốn ăn mặn rồi phương tri hành khoanh hai tay trước ngực lãnh đạm nói nhưng tao không nhất thiết phải dẫn theo mày mà đúng không tế cẩu kêu lên có ý gì chứ mày muốn ăn một mình à phương tri hành hừ lạnh mày muốn ăn đồ ngon thì đến tìm tao ăn no rồi thì đá tao ra không thèm ngó đến vậy tại sao tao phải dẫn theo mày tao rảnh lắm à tế cẩu không phục đêm qua mày gọi tao đi săn bắn yêu ma lẽ nào tao không đi với mày à Phương Tri Hành chẳng thèm ngó tới, cậu lạnh mặt dẻo cợt, lẽ nào không phải vì bản thân mày nên mới đi à? Lùi lại mà nói, sau khi mày đi, đã cống hiến được gì chưa? Tế cậu không phản bác được. Đến thôn đại liễu giết yêu ma, Phương Tri Hành tốt xấu gì cũng bắn được mấy mũi tên, còn nó toàn bộ hành trình đều làm biến, từ đầu đến cuối không làm gì cả. Tế cậu cãi lại, không phải tao không cống hiến, là tao không có cơ hội. Phương Tri Hành ngắt lời, con chó không có công, đáng đời ăn cơm canh đạm bạc. Cậu dứt lời thì dứt khoát xoay người, mặc áo khoác vào, mở một chiếc ô, tự bước đi vào trong gió tuyết. Tế cậu thấy vậy thì bực tức, hay cho Phương Tri Hành mày, trả thù tao đúng không, thật sự không dẫn tao đi à. Phương Tri Hành không nói lời nào mà rời khỏi thiền viện. Đù. Tế cậu tức giận đến cắn răng ken két, quơ tới quơ lui dưới mái hiên. Tạch tạch tạch, phương tri hành cưỡi ngựa rời khỏi am thủy tỉnh đi đến thị trấn xích châu có mưa tuyết nên trên đường lớn dường như không có người đi đường vắng ngắt như tờ phương tri hành tìm thấy một quán rượu nhỏ rồi bước vào trong quán rượu có một bếp lò nhỏ ngọn lửa đang thiêu đốt khiến trong phòng ấm áp dễ chịu phương tri hành nhìn quanh không có ai cả ông chủ tiệm ngồi trước lò lửa cúi đầu ngủ gật ông chủ cho một bầu rượu Phương Tri Hành ngồi xuống rồi kêu lên. Ồ, có ngay. Ông chủ tiệm chợt giật mình tỉnh giấc, vội vàng đáp một tiếng, tươi cười, nhiệt tình chào hỏi. Phương Tri Hành uống rượu, lại gọi năm cân thịt bò, một đĩa đậu phộng làm đồ nhắm, sau đó dùng thản nhiên. Bất giác, hoàng hôn phủ xuống, mưa tuyết chẳng những không dừng lại mà còn lớn hơn. Một tràng vó ngựa từ xa đến gần, cuối cùng dừng ở bên ngoài quán rượu. Y vô, hoan nghênh ba vị, mời vào trong. Ông chủ tiệm chào hỏi nhiệt tình. Phương Tri Hành liếc mắt nhìn, chỉ thấy ba người đi đến. Gồm có hai nam một nữ, một nam nhân trung niên và hai thanh niên. Nam nhân trung niên và thanh niên có vóc người to lớn, mạnh mẽ, nhịp chân ổn trọng. Đặc biệt là sau lưng nam nhân trung niên mang trọng đao có độ dài gần 1m8, trọng bằng hai bàn tay khép lại, thân đao vô cùng hùng hậu. Chợt nhìn giống như là trác đao nữ tử trẻ tuổi đi theo cũng có dáng người mạnh mẽ, màu da lúa mạch. Tuy dung mạo không xem là quá đẹp, nhưng cũng có mấy phần đẹp mắt. Cha, chúng ta ngồi bên này đi. Nữ tử mở miệng rồi chọn vị trí gần cửa sổ. Ừm, được. Nam nhân trung niên gật đầu, ung dung liếc nhìn Phương Tri Hành rồi chậm rãi ngồi xuống. Hắn tháo trọng đao ra để dựa trước mặt bàn. Ba người họ gọi rượu và đồ ăn, ăn lặng lẽ, không nói một câu nào không lâu sau lại có một lão hán bước vào cửa tay xách rượu hồ lồ hét lên ông chủ rót cho ta một bầu rượu ông chủ cười ha ha lão lâm vẫn là chút dịp thanh rẻ nhất à đúng đúng loại rẻ nhất ấy ta không uống nổi rượu đắt tiền lão hán cười rồi móc tiền đột nhiên ông quay đầu tầm mắt nhìn về phía phương tri hành y vô, phương đại hiệp lão hán kích động đi về phía trước cúi đầu không lưng bái phương tri hành dò xét lão hán rồi suy nghĩ nhanh chóng tỉnh ngộ ra mấy ngày nay cậu cứu tế vật tư lão hán này là một trong những người nhận được ân huệ lão nhân gia mua rượu à phương tri hành cười giơ tay lên lão hán cười cảm kích nhờ có đại hiệp ngài cứu trợ nếu không lão hán đâu có tiền mua rượu phương tri hành cười cười rồi hét về phía ông chủ cắt hai cân thịt bò cho ông ấy ta thanh toán lão hán xua tay lia lịa nói không được không được phương tri hành kiên trì nói uống rượu không có đồ nhắm sao được ông chủ nhanh lên ông chủ vội vàng đáp lại được thì ra ngài chính là phương đại hiệp thất kính thất kính rồi tất cả bách tính của thị trấn xích châu bọn ta đều nhận được ân tình lớn của ngài ta sẽ giảm cho ngài nửa giá phương tri hành không nói gì mà chỉ cười cười không bao lâu sau lão hán vui vẻ rời đi mà phương tri hành cũng đứng dậy hỏi thăm nhà sĩ ở đâu để đi giải tỏa nam nhân trung niên nhìn phương tri hành đi ra ngoài thì gọi ông chủ đến hỏi phương đại hiệp là thần thánh phương nào ông chủ giơ ngón tay cái lên cười trả lời lại phương đại hiệp là một hào hiệp cái thế một mình hắn đã diệt sạch thất sát sơn trang cứu không biết bao nhiêu người đấy cái gì thất sát sơn trang bị diệt rồi sắc mặt của nam nhân trung niên thay đổi lớn khiếp sợ lại kinh ngạc khó tin ông vội vàng hỏi vậy phương đại hiệp tên là gì ông chủ tiệm vội vàng đáp lại phương tri hành nam nhân trung niên cau mày cảm thấy cái tên này rất xa lạ chỉ chốc lát phương tri hành đã quay trở lại nam nhân trung niên ngậm miệng không nói gì nữa phương tri hành ngồi xuống xoa tay sau đó tự uống rượu ăn thịt một lát sau nam nhân trung niên chuyển hướng về phía ông chủ tiệm hỏi trên thị trấn có nơi nào có thể ngủ lại không ông chủ tiệm trả lời cuối con đường này có một khách điếm nhưng khách điếm đó đã đóng cửa rồi nam nhân trung niên hỏi sao lại đóng cửa ông chủ tiệm cười nói khách điếm đấy là do thất sát sơn trang mở là một hắc điếm gài bẫy người ta sớm nên đóng cửa rồi nam nhân trung niên hiểu ra hàng lông mày không khỏi nhíu lại khó chịu lúc này nữ tử trẻ tuổi mở miệng nói cha không xa có một am thủy tĩnh chi bằng chúng ta đến đó xin ngủ lại đi Nam tử trung niên lắc đầu nói, đó là am ni cô, con có thể đến nhưng nam nhân như bọn ta thì không tiện cho lắm. Nữ tử trẻ tuổi không cho là đúng, cười nói, sợ gì chứ, cha và vân tâm đại sư không phải là bạn của à. Bà ta sẽ không khách sáo với cha đâu. Nam nhân trung niên lộ ra vẻ chần chờ, do dự bất định. Lúc này, Phương Tri Hành đột nhiên mở miệng hỏi, ba vị là bạn của vân tâm đại sư à. Nam nhân trung niên xoay người, chắp tay nói tại hạ lý phong đăng có cơ duyên gặp mặt vân tâm đại sư mấy lần không dám trèo cao phương tri hành đáp lại kẻ hèn mọn phương tri hành trước mắt ở trong am thủy tĩnh nếu các người cần nơi dừng chân thì đêm nay có thể đến đó ngủ lại lý phong đăng suy nghĩ rồi gật đầu nói đa tạ phương đại hiệp sau khi hai bên giao lưu ngắn gọn thì không nói nhiều nữa ai nấy tự ăn phần của mình một lát sau bốn người họ ăn xong cùng cưỡi ngựa rời đi Phương Tri hành đi trên đường, thuận miệng hỏi Lý Đại ca, các người đang vội đến nơi nào à? Lý Phong Đăng trả lời, thật sự không dám giấu giếm, bọn ta đang muốn đến núi Vân Hổ. Phương Tri hành trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói, núi Vân Hổ có Vân Hổ đường, Hắc Hổ môn đó à? Lý Phong Đăng gật đầu đáp lại, chính là Vân Hổ đường. Phương Tri hành hiểu ra, cậu tò mò nói, chẳng lẽ các người là người của Hắc Hổ môn? Lý Phong Đăng xua tay cười nói không phải, nhưng ta và đường chủ trác giữ cầu của Vân Hổ Đường là huynh đệ kết bái, trước mắt hắn gặp phải khó khăn, ta đang đến đó để giúp hắn. Khóe miệng của Phương Tri Hành hơi co giật. Sau đó trên mặt cậu lộ ra vẻ kinh ngạc, cứ như không tin, bật cười nói, thế lực Vân Hổ Đường khổng lồ, cao thủ như mây, đường chủ trác giữ cầu có thanh danh ở bên ngoài, hắn có thể gặp khó khăn gì chứ? Cậu nói xong câu đó thì bổ sung thêm, ta là người rất tò mò, chỉ là thuận miệng hỏi nếu lý đại ca không tiện nói ra thì xem như ta chưa từng hỏi lý phong đăng buông lỏng tay nói nói thật cụ thể là khó khăn gì thì ta cũng không biết nhưng ta đã nhận được thư cầu viện của trác đường chủ trong thư cũng không nói rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì phương tri hành hiểu rõ cậu cũng không hỏi thêm gì nữa đoàn người nhanh chóng đến am thủy tĩnh vân tâm đại sư nghe vậy thì ra đón vừa nhìn thấy lý phong đăng Đáy mắt đã sáng ngời, cười nói, không ngờ Bần Ni còn có vinh hạnh gặp được truyền nhân của Hồng Mao Đao. Lý Phong Đăng cũng cảm khái, than thở, Vân Tâm đại tỷ, đã hơn 10 năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ. Vân Tâm đại sư gật đầu, cũng gần 20 năm rồi, lần trước chúng ta gặp nhau là ở trấn Phong Khẩu, chúng ta đã cùng giết một con yêu ma lợi hại. Lý Phong Đăng nhớ lại rất nhiều chuyện, trung động nói, lần đấy chúng ta có thể sống sót đúng là vạn hạnh. Vân tâm đại sư chuyển mắt nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi bên cạnh Lý Phong Đăng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi là? Nữ tử trẻ tuổi bước lên, vén áo thi lễ nói, dung dung bái kiến vân tâm cô cô. Quả nhiên là dung dung. Vân tâm đại sư lộ ra nụ cười sáng lạng, than thở, chỉ chớp mắt, ngươi đã lớn như vậy rồi, lần trước ta gặp ngươi, ngươi vẫn chưa tới eo của ta đấy. Lý Phong Đăng cười vui vẻ, đứa trẻ trưởng thành, cũng hiểu chuyện hơn rồi sau đó ông chuyển hướng về phía thanh niên khác cười giới thiệu hắn là lý chí bưu nghĩa tử mà ta nhận nuôi thanh niên có vẻ ngại ngùng vội vàng thi lễ mọi người tiến vào trong am ni cô ba người họ nhanh chóng được sắp xếp chỗ ở lý dung dung và vân tâm đại sư ở cùng nhau bọn họ muốn ôm lại chuyện cũ lý phong đăng và lý chí bưu thì ở trong biệt viện của phương tri hành trở thành hàng sóng sát vách phương tri hành trở về phòng nhìn quanh khuôn mặt không khỏi co lại đồ dùng trong thiện phòng đều bị cắn nát bàn thì gãy chân đồ sứ rơi xuống đất vỡ nát chăn đệm trên giường lớn còn bị kéo thành một đống tế cẩu phương tri hành giận tiếng mặt truyền âm ở trong đầu tế cẩu không đáp lại phương tri hành nhặt cây gậy lên chạy đến biệt viện sát vách quả nhiên tế cẩu và tiểu a hoa đang chơi đùa với nhau mày mày làm gì thế Tế cẩu vừa nhìn thấy Phương Tri Hành cầm gậy nổi giận đùng đùng chạy đến thì sợ đến run rẩy, nhấc chân chạy. Tao đùa mày thôi, sao lại tức giận rồi? Tế cẩu chạy như điên. Phương Tri Hành dậm chân, cơ thể hóa thành một tia đỏ, nhanh chóng đuổi theo. Đánh một gậy lên trên mông của tế cẩu. A hu! Tế cẩu kêu thảm, sau đó gào to, mày đánh thật đấy à, đau quá đi. Phương Tri Hành ấn chặt cổ của tế cẩu, nhấc nó lên, tức giận nói, không có tự trọng, không biết liêm sĩ. Hôm nay tao phải lột da của mày ra. Một người một chó gây ra động tĩnh rất lớn. Những cô nương được cứu, còn có hai cha con Lý Phong Đăng đều bước ra vây xem. Một tay Phương Tri Hành cầm gậy, một tay sách tế cẩu lên trở về biệt viện. Cậu vung côn đánh mạnh lên mông chó. Đại ca, mày bình tĩnh lại đi. Tế cẩu khóc hu hu kêu lên, mày đang ngược đãi chó đấy, tao muốn kiện mày. Phương Tri Hành ngoảnh mặt làm ngơ, không ngừng đánh. Tế cẩu đau đến rú thảm. Hoa hoa, đừng đánh nữa, đừng đánh chó con mà. Tiểu A Hoa đuổi theo, trong mắt trưng trưng, khóc nức nở. Phương Tri Hành thấy thế thì biểu môi, ném gậy đi, tác mạnh vào tế cẩu. Sau đó cậu lại tìm sợi dây thừng buộc cổ của tế cẩu, cột nó dưới gốc cây lớn để nó ướt mưa ướt tuyết ở bên ngoài. Lý Phong đang nhìn thấy cảnh này thì dở khóc dở cười, Phương Đại Hiệp, có chuyện gì khiến ngươi giận dữ với một con chó đến vậy? Phương Tri Hành chỉ vào trong phòng, ngài đi xem là biết thôi. Lý Phong đang bước vào phòng nhìn quanh rồi bước nhanh ra ngoài, lòng đầy căm phẫn, đánh hay lắm. Nên đánh chết con chó này mới được. Sau đó ông gọi Lý Chí Bân đến cùng quét sạch căn phòng. Không lâu sau, Huệ âm sư tỷ nghe thấy động tĩnh thì đi qua xem, cũng dở khóc dở cười, Bất lực, bà nhanh chóng cầm chăn nệm mới đến. Trong mưa tuyết, tế cậu co rút dưới cây, cục tay xuống, lạnh rung. Nhưng rất nhanh, tiểu A Hoa cầm ô đi đến bên cạnh che cho nó, cùng ngồi chịu gió lạnh với nó. Thời gian trôi qua từng chút một. Phương Tri Hành đột nhiên mở cửa, nhìn thấy tiểu A Hoa bị lạnh cống phát rung thì lắc đầu cạn lời. Cậu bước qua đó, thả tế cậu ra. Cảm ơn Hoa Hoa. Tiểu A Hoa cười vui vẻ, ánh mắt như trăng lưỡi liềm, hoang hô nói, Hoa Hoa là người tốt, người tốt. Cô bé dắt tế cậu đi. Tế cậu liếc nhìn Phương Tri Hành, quát lên, Phương Tri Hành, mày ăn mảnh còn dám đánh tao, sau này chúng ta tuyệt giao, tao tốt với ai cũng sẽ không tốt với mày đâu. Phương Tri Hành liếc nhìn tế cậu, lạnh giọng nói, cút. Tế cậu kẹp đuôi đi đến sát vách với tiểu A Hoa. Đêm dần khuya. Quán rượu đã sớm đóng cửa, lò lửa đã tắt, ông chủ tiệm cũng đi tắm ngủ thiếp rồi. Tạch tạch tạch, đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Bịch bịch, có người điên cuồng gõ cửa, dùng sức rất lớn, cảm giác cánh cửa sắp bị gõ nát rồi. Ông chủ tiệm bừng tỉnh, vội vàng rời khỏi giường, đốt đèn dầu, đi đến trước cửa nói: "Ai đấy? Tiệm đã nghỉ rồi, không đón khách." Bịch, cửa lớn chấn động kịch liệt đổ vào phía bên trong. Ông chủ tiệm giật mình, bị cánh cửa lớn đè lên người, ngã xuống mặt đất. Y vô. Ông chủ tiệm rú thảm, ngươi đè lên ta rồi. Nhưng sau một khắc, có một bàn châm dẫm lên cánh cửa lớn. Ông chủ tiệm cảm nhận được sức mạnh cực lớn đè ép đến nỗi ông không thể động đậy, khó thở. Ông chủ, nghe ngóng một người. Một giọng nói khàn khàn thô ráp trầm thấp vang lên ông chủ tiệm không khỏi dựng thẳng lông tơ giọng đó hỏi hôm nay ngươi có nhìn thấy một nam nhân trung niên mang trọng đao đi qua trấn xích châu hay không thanh đao của ông ta rất lớn rất cồng kềnh ông chủ tiệm giật mình không dám không trả lời nên nói ồ người đấy đến am thủy tỉnh ở rồi đối phương chợt giơ chân lên quay người rời đi ông chủ tiệm như trút được gánh nặng dời ván cửa ló đầu ra ngoài nhìn nhưng chỉ thấy mơ hồ có sáu con ngựa gào thét đi trong mưa tuyết vô tận. Bịch bịch bịch, trong màn đêm long trọng, tiếng gõ cửa kịch liệt như pháo nổ vang truyền khắp am thủy tỉnh. Lão Ni cô mơ hồ đứng dậy, mở ra một khe cửa, nhìn ra bên ngoài. Có sáu bóng dáng cao lớn đội mũ rộng vành đứng trước cửa với khí thế bức người. Lão Ni cô run sợ, sau đó hỏi cẩn thận, các vị thí chủ, nơi này là Phật môn thanh tĩnh, nửa đêm các ngươi đến đây là vì một giọng nói khàn khàn thô ráp trầm thấp trả lời bọn ta đến tìm lý phong đăng bọn ta biết ông ta ở trong am thủy tỉnh gọi ông ta mau cút ra đây đi lão ni cô giật mình vội vàng nói xin thí chủ chớ nóng vội bà nhanh chóng quay người chạy đi thông báo cho chủ trì vân tâm bên ngoài có sáu người rất hung ác chỉ mặc gọi tên muốn tìm lý phong đăng vân tâm đại sư mặc y phục chuyển mắt về phía lý dung dung hỏi cha ngươi đã chọc phải kẻ địch mạnh nào vậy? Không có. Lý Dung Dung nghi hoặc, hiện tại cha ta nửa lùi nửa ẩn, đã mấy năm không để ý chuyện giang hồ rồi. Vân Tâm Đại Sư gật đầu, sau đó đi tìm Lý Phong Đăng. Tìm ta ư. Lý Phong Đăng cao mày, mờ mịt nói, bọn họ là ai, sao lại biết ta ở nơi này, ta không nói cho bất kỳ ai biết hết. Vân Tâm Đại Sư cạn lời. Chuyện ầm ĩ, người ta đã tìm đến cửa, lý phong đăng lại không biết gì cả vân tâm đại sư im lặng xoay người đi tìm phương tri hành lúc này phương tri hành đã sớm nghe được động tĩnh bật dậy mặt y phục vẻ mặt vân tâm đại sư tràn đầy áy náy nói bên ngoài có người hung ác đến thăm hy vọng phương hiệp sĩ có thể giúp đỡ vào lúc cần thiết phương tri hành cầm cung tên lên cười nói đại sư yên tâm bất kể đối phương là ai nếu như bọn họ dám xâm chiếm am thủy tỉnh thì ta nhất định sẽ khiến bọn họ có đi mà không có về. Được. Trong lòng vân tâm đại sư đã định, có một xạ thủ mạnh mẽ trấn áp khiến bà cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Một lát sau, vân tâm đại sư, cả nhà ba người Lý Phong đang đi đến cổng lớn. Một tiếng, cạch, vang lên, cổng lớn của am thủy tỉnh từ từ mở ra. Vân tâm đại sư sách đèn lồng bước ra ngoài chỉ thấy dưới bậc thang có hai người đội mũ rộng vàng đứng thành một hàng sáu người đó toàn mang theo trường kiếm thân kiếm không giống nhau có kiếm lớn cồng kềnh cũng có đoạn kiếm chật vật bọn họ đứng trong đêm mưa tuyết lạnh trên người tản ra sát ý khiến người ta hồi hộp vân tâm đại sư và lý phong đang liếc nhìn nhau sắc mặt không khỏi ngưng trọng ta không quen biết bọn họ lý phong đang nhanh chóng lắc đầu lúc này một kẻ hung ác trong số đó ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt Lý Phong Đăng, dùng âm thanh thô ráp khàn khàn nói, tôn giá là Lý Phong Đăng, hồng mau đao. Mấy người Lý Phong Đăng vừa nghe xong lời này thì hiểu ngay, sáu người hung ác thật ra vốn không phải quen biết ông. Nhìn kỹ kẻ hung ác khoảng chừng 40 tuổi, gương mặt hơi gầy, hai mắt như điện, để chòm râu ngắn đẹp, hình như có cắt tỉa gọn gàng. Lý Phong Đăng gật đầu nói, chính là Lý Mổ, vẫn chưa thỉnh giáo sáu vị. Trâu ngắn trả lời, sáu huynh đệ bọn ta đến từ, kim xà trại. Kim xà trại. Trong lòng Lý Phong đang lột bột, sắc mặt ngưng trọng thêm mấy phần. Kim xà trại là trại lớn thứ nhất của quận Thanh Hà, tọa lạc bên trong kim xà cốc. Kim xà cốc dễ thủ khó công, là một tuyệt cảnh có vào mà không có ra. Chính vì vậy, dường như kim xà cốc cách biệt với người đời, tự hình thành một phái, bọn họ rất ít khi quấy rầy bên ngoài, mà bên ngoài cũng không quản được bọn họ. Lý Phong đang nghi ngờ nói, Lý Mổ với Kim xà trại vốn không có qua lại, xa không thù gần không oán, không biết đêm khuya các ngươi đến đây tìm ta là vì điều gì. Trâu ngắn lạnh lùng quát, lấy tiền của người thì sang sẻ cho người. Sáu huynh đệ bọn ta được người ta ủy thác, đặc biệt đến nhờ ngươi một chuyện. Lý Phong Đăng không khỏi nghiêm nghị, mời nói. Trâu ngắn vội vàng nói, bọn ta biết ngươi đã nhận được thư cầu viện của trác giữ cầu, hy vọng ngươi đừng để ý đến. Chỉ cần ngươi không chạy đến núi Vân Hổ, hoặc là sau 15 tháng này ngươi lại đến núi Vân Hổ, thì sáu huynh đệ bọn ta sẽ không làm khó ngươi. Hai mắt của Lý Phong đang hơi nheo lại, sắc mặt âm trầm hỏi, nếu Lý Mổ cố ý đến thì thế nào? Trâu ngắn cười ha ha, vậy thì ngại quá, ngươi phải bước qua thi thể của sáu huynh đệ bọn ta mới được. Hô hấp của Lý Phong đang ngưng trệ, nhìn sáu kẻ hung ác, cắn răng nói, có thể nói cho Lý Mổ biết rốt cuộc trác giữ cầu làm sao không? Bồ, tin tức đã sớm truyền khắp giang hồ, ngươi lại không biết ư? Trâu ngắn cười lớn rồi giải thích rõ, nói cho ngươi cũng không sao, trác giữ cầu đã chọc vào cái sọc lớn. Dưới trướng hắn có một hương chủ Cao Đại Thuận, chết ly kỳ bên trong cấm khu Hắc Phong, mà Cao Đại Thuận đấy là con trai của phó môn chủ Cao Liên Thắng. Cao Liên Thắng vô cùng bất mãn với trác giữ cầu, yêu cầu hắn ra rõ vụ này. Vì thế trác giữ cầu đã phái ra ba hương chủ ra ngoài điều tra, nào ngờ ba hương chủ đó vừa đi thì không trở về nữa. Cũng tức là năm hương chủ dưới trướng trác giữ cầu đều không còn, mất đi phụ tá đắc lực, một cây khó đứng vững. Phó môn chủ cao liên thắng cũng rất ghét hắn nên không còn ủng hộ hắn làm đường chủ nữa. Vì thế người đẩy tường đổ, cho dù là người nội bộ của hắc hổ môn hay là người của thiết sơn môn, ai nấy đều rụt rịch, muốn loại bỏ trác dữ cầu thay thế hắn hắn chỉ tay vào lý phong đăng nói chuyện này rất ầm ĩ liên lụy đến rất nhiều thế lực nhưng có thể chắc chắn trác dữ cầu nhất định toan rồi lý phong đăng khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào một khi không ổn thì ngay cả ngươi cũng có khả năng cửa nát nhà tan đấy hắn nói xong đáy lòng của lý phong đăng hơi lạnh lẽo da mặt căng lại vậy sáu vị bằng hữu do ai phái đến người đó phục một tiếng rồi cười dẻo cố chủ của bọn ta tất nhiên là người có hy vọng trở thành đường chủ đời tiếp theo rồi lý phong đang hiểu ngay ông nói chắc chắn trách giữ cầu là huynh đệ kết bái của ta hắn từng cứu mạng ta từng chặn đau cho ta mấy năm nay ta nửa lùi nửa ẩn sở dĩ không có kẻ thù đến gây phiền phức cũng là vì hắn luôn che chở cho ta lý phong đăng ta không phải là hạng người tham sống sợ chết huynh đệ gặp khó khăn ta tất nhiên phải liều mình rồi Sáu kẻ hung ác nghe thấy lời này thì nhìn nhau, duỗi tay ra nắm chặt chui kiếm. Râu ngắn trầm giọng nói, Lý Phong Đăng, khuyên ngươi tự biết điều, đừng ép bọn ta ra tay. Lý Phong Đăng thản nhiên nói, đại trưởng phu chết thì chết thôi, có gì mà sợ. Nhưng chuyện này không liên quan đến am thủy tỉnh, nếu như ta chết đi, hy vọng các ngươi đừng làm khó bọn họ. Râu ngắn cười dẻo, hừ, ngươi xem kim xà trại bọn ta là thổ phỉ à bọn ta sẽ không ăn hiếp đám nữ nhân đâu. A-di-đà Phật Vân tâm đại sư bước qua, chắp tay trước ngực, nói Phật hiệu, chậm rãi nói, sáu vị thí chủ, đây là Phật môn thanh tịnh, lý thí chủ dừng chân ở nơi này, vậy am thủy tỉnh ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ ông ta chu toàn, hy vọng các ngươi đừng làm khó ông ta. Trâu ngắn nhìn chầm chầm vân tâm đại sư, quát lên, mi cô thối, ta từng nghe đến ngươi, khuyên ngươi thức thời chút, nếu không ta mồi lửa đốt am của ngươi đấy vân tâm đại sư không đổi sắc mặt bà thản nhiên nói bần ni và lão trại chủ của kim xà trại các ngươi từng có duyên gặp mặt một lần nếu như hôm nay các ngươi nguyện ý nể mặt bần ni sẽ đích thân đến cửa cảm tạ trâu ngắn cười ha ha rồi trả lời lão trại chủ đã quy thiên hai năm trước rồi ngươi bớt kéo quan hệ ở nơi này đi kéo dài thời gian không có ý nghĩa gì đâu sắc mặt của vân tâm đại sư hơi động thở dài xem ra chuyện này không thể bỏ qua được. Trâu ngắn lạnh giọng nói, nhắc nhở các ngươi chút, việc làm ăn này rất lớn, cố chủ đưa rất nhiều, trại chủ bọn ta lấy mạng ra đảm bảo nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên sáu bọn ta toàn là ngủ cầm cảnh, các ngươi tự suy nghĩ đi. Vân tâm đại sư tin lời này, bà bái kiến qua rất nhiều cao thủ, đã sớm tin sáu kẻ hung ác này rất mạnh mẽ. Vì thế bà chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra nếp uống. Sau đó bà chợt di chuyển bước chân, lấn đến gần một người, trưởng lên đùi của ông. A. À, Lý Phong đang kêu lên, đùi lớn cong xuống, quỳ trên mặt đất, mặt lộ ra vẻ đau đớn. Đại tỷ sao vậy? Lý Phong đang ngẩng đầu nhìn Vân Tâm đại sư với vẻ mặt khó tin. Vân Tâm đại sư mặt không đổi sắc, xoay về phía sáu kẻ hung ác nói, ông ta đã bị thương rồi, cho dù đến núi Vân Hổ thì cũng không thay đổi được điều gì. Tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của cố chủ các ngươi, các ngươi cũng xem là hoàn thành nhiệm vụ, không biết sáu vị thí chủ đã hài lòng chưa?" Sáu kẻ hung ác nhìn nhau rồi xoay người, cưỡi lên ngựa, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Vân Tâm đại sư xoay người nhìn Lý Phong Đăng, lắc đầu thở dài, sự việc có thể làm mà không làm, gọi là hèn nhát, sự việc không thể làm mà cứ cưỡng ép, gọi là ngu xuẩn. Bà quay người bước vào am thủy tĩnh lý phong đang ôm lấy đùi lớn chậm rãi cúi đầu lộ ra biểu cảm vô cùng đau đớn cha để con đỡ cha đứng lên lý dung dung ẩn chứa nước mắt đỡ lý phong đang dậy lý chi bân cũng giúp đỡ ba người họ quay người trở về thiền viện bóng dáng vô cùng cô đơn phương tri hành chậm rãi bước ra khỏi bóng tối vân tâm đại sư nhìn thấy cậu thì không khỏi thở dài đối diện với sáu cao thủ trẻ trung khỏe mạnh thực lực sâu không lường được chúng ta chỉ có ba nhất cầm cảnh phần thắng hầu như là không có phương tri hành lặng lẽ gật đầu nếu như sáu kẻ hung ác đó toàn là nhất cầm cảnh cậu dựa vào kỹ thuật bắn tên tinh anh có lẽ có thể giết chết một đến hai người nhưng tên trâu ngắn hoàn toàn không xem vân tâm đại sư ra gì khí thế kiêu ngạo hùng hổ dọa người thực lực có thể cao hơn nhị cầm cảnh đối diện với tình hình này vân tâm đại sư không thể không quyết đoán nhận lùi được một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng. Phương Tri Hành đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tế Cẩu và Tiểu A Hoa đang chơi đùa ở trong đống tuyết. Tế Cẩu cũng nhìn thấy nó. Một người một chó chán ngấy, tầm mắt lướt qua, không ai thèm nhìn lấy đối phương. Cha, cha ăn chút gì đi. Ta không ăn, cầm đi. Bên trong căn phòng sát vách truyền đến âm thanh giận dữ của Lý Phong Đăng. Phương Tri Hành hơi suy nghĩ, cậu bước thông thả vào cửa. Chỉ thấy Lý Phong Đăng nằm trên giường, đùi sưng tấy, đã bôi rượu. Lý Dung Dung và Lý Chí Bưu chăm sóc ở trước giường. Lý Đại Ca, vẫn ổn chứ, Phương Tri Hành cười hỏi. Lý Phong Đăng đang giận dữ thì hơi thu liễm lại, thở dài, để Phương Đại Hiệp chê cười rồi. Vân Tâm Sư tỉ ra tay hơi quá đáng, chút vết thương này của Lý Mổ không sao cả, chỉ là cần nằm trên giường bảy tám ngày phương tri hành ngồi xuống chậm rãi nói nói thật tuy tiểu đệ rất hiểu tâm trạng muốn đi cứu người của lý đại ca nhưng tiểu đệ cũng cảm thấy vân tâm đại sư làm rất đúng lý phong đang siết chặt nắm đấm phiền muộn nói ta biết ta không trách vân tâm sư tỷ chỉ là trong lòng ta không cam tâm phương tri hành cười nói không nói đến chuyện này nữa càng nói càng ấm ức chúng ta nói đến chuyện khác đi lý phong đang liếc nhìn trường đao bên hông của phương tri hành tò mò nói ngươi cũng luyện đao à? Luyện. Phương Tri Hành gật đầu cười, mở miệng nói, cha ta từng nhập ngũ tham gia quân đội, có luyện đao quân dụng, nên truyền bộ đao pháp chiến kỳ cho ta. Lý Phong đang giật mình, vừa nhắc tới đao pháp là có tinh thần hơn liền, mặt mũi đầy tự hào nói, ta luyện LTL, ý thị hồng mau đao gia truyền, khá có tiếng tâm, chắc chắn phải tốt hơn đao pháp chiến kỳ của ngươi một bậc. Phương Tri Hành không khỏi hỏi, đao pháp gia truyền của đại ca có thể luyện đến ngũ cầm cảnh không lý phong đăng gật đầu được chứ lý thị hồng Mau đao của nhà ta là đao pháp hệ cự hùng chính tông cứng rắn mạnh mẽ hung hãn vừa nhanh vừa mạnh được truyền thừa từ bắt đao vương phương tri hành nhíu mày tò mò hỏi bắt đao vương là lý phong đăng vội vàng giải thích võ công trong thiên hạ đều đã bị các môn vị thế gia chiếm lấy người bình thường không có công pháp để tu luyện nhưng trong dân gian sẽ tự có cao nhân tồn tại ở phương bắc từng xuất hiện một đao khách thiên tài ông đã lĩnh ngộ ra đao pháp từ việc trẻ củi sau khi khiêu chiến các cao thủ ở khắp nơi tập hợp được vô số kinh nghiệm lúc tuổi già ông đã tự sáng tạo ra một bộ đao pháp đồng thời công khai truyền đi cho người đời tổ tiên lý gia ta từng có may mắn được đi theo bắc đao vương học đao pháp nên cũng có mấy phần gia long sau khi trải qua các đời tộc nhân dốc hết tâm huyết để mở rộng hoàn thiện mới dần dần tạo thành lý thị hồng mau đao của ngày nay phương tri hành sáng tỏ trong lòng đáy mắt bừng lên ngọn lửa nóng thật ra thì vốn dĩ cậu vẫn ở lại am thủy tỉnh mà chưa trở về huyện thành là bởi vì sau khi tăng cấp dáng người cậu có thay đổi quá lớn sợ sẽ khiến người khác sinh ra hiểu lầm không cần thiết hiện giờ cậu lại không có công pháp để tu luyện điều này khiến cậu rảnh đến nhàm chán Lý Phong đang thăm dò ý cậu, cười hỏi, sao nào, ngươi muốn học à? Phương Tri Hành thản nhiên gật đầu, cười nói, người yêu đao pháp, có ai mà thấy hàng là không sáng mắt được đây? Dù sao thì để gặp được một môn đao pháp tốt quá là hiếm có, nên ta vẫn muốn được mở mang tầm mắt. Lý Phong đang cười ha ha, Phương Đại Hiệp quả có tính tình hào sản, tốt lắm. Nếu ngươi đã coi trọng lý thị hồng mau đao của ta, vậy ta truyền lại cho ngươi, thế nào? thật sao? Phương Tri Hành lấy làm kinh hãi, biến sắc nói, nhưng đó là công pháp gia truyền của ngài, ta lại là người ngoài. Ha ha, người ngoài cái gì? Lý Phong đang lắc đầu liên tục, bắt đao vương ngài ấy hy vọng đao pháp của ngài ấy được truyền khắp thiên hạ, phá vỡ vòng vây võ đạo của môn Việt thế gia, tổ tiên Lý Gia ta cũng đã thừa kế ý chí này. Hừ, môn Việt thế gia càng không cho phép truyền công, thì chúng ta lại càng muốn truyền bá võ thuật khắp cả thiên hạ. Ông nhìn chăm chú vào phương tri hành, nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, bắt giao chúng ta quan minh chính đại, rất thẳng thắn. Từ trước đến giờ hoàn toàn không có mấy quy củ thúi gì mà truyền nam không truyền nữ, truyền trong không truyền ngoài gì cả. Chỉ cần ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi thật chân thành. Phương Tri Hành nghe thế không khỏi nổi lòng tôn kính, hít sâu một hơi, đứng dậy chắp tay, trịnh trọng nói, Xin Lý đại ca dạy ta. Ha ha, được. Lý Phong đang quay đầu, nhìn Lý Chí Bưu, cười nói, chắc trên người ngươi lúc nào cũng mang theo đao phổ đúng không? Lý Chí Bưu ngại ngùng cười nói, hài nhi luôn luôn mang theo bên người, kịp thời ôn tập lĩnh hội bất kỳ lúc nào. Lý Phong đang gật đầu, cười nói, ừm, lấy ra đây, để phương đại hiệp đọc mấy hôm. Lý Chí Bưu không hề do dự, nhanh chóng lấy một bản đao phổ nhăn nhăn nhúng nhúng ra đặt vào tay phương tri hành phương tri hành cầm đao phổ nhất thời bùi ngùi mãi không thôi trước đó để đạt được công pháp cậu luôn phải nhọc lòng trải qua bao khó khăn trắc trở hoàn toàn không ngờ tâm trạng phương tri hành phức tạp lúc này lý phong đăng vẫn chưa biết người khiến người anh em tốt của mình trắc giữ cầu gặp rủi ro chính là phương tri hành cậu trong mắt lý phong đăng phương tri hành là một nghĩa sĩ hào hiệp là người một nhà, có một ngày, khi ông biết được chân tướng đó, chỉ sợ sẽ hối hận xanh cả ruột, phương tri hành lấy lại bình tĩnh, không nghĩ nhiều nữa, thông thả lực lý thị hồng mau đao ra, đọc cẩn thận. Đao múa như gió, đao chém không tiếng động. Đứng, đao nặng ngàn cân, múa, đao nhẹ như lông hồng. Đây là hàm nghĩa sâu xa của đao phát mau hồng, múa đại đao nặng ngàn cân như nhẹ tựa lông hồng, vừa thấy nguy hiểm hùng tráng, lại vừa nhẹ nhàng linh động. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn sẽ có hy vọng thức tỉnh nhiều kỹ năng bộc phát, ví dụ như sư tử phi hồng, thanh ngưu đạp thiên, ô long bái vĩ, tuyết hoa cái đính các loại. Phương Tri Hành đang nghiêm túc đọc, bỗng giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng, điều kiện đạt tới lý thị hồng mau đao viên mãn, một, đọc nội dung công pháp, ba lượt, chưa hoàn thành. Hai, quan sát đao khách ngũ cầm cảnh diễn luyện đao pháp mau hồng, một lần, chưa hoàn thành. 3 rèn đúc trọng đao nặng không dưới 1.000 cân, một thanh, chưa hoàn thành. 4. Thịt dị thú cấp 3, 100 cân, chưa hoàn thành. Chỉ có 4 điều kiện. Phương Tri Hành mừng rỡ, ánh mắt đảo qua giao diện hệ thống, cậu xác nhận 4 điều kiện này ngay, không khó để hoàn thành. Điều kiện 1, đọc công pháp. Có thể hoàn thành trong hôm nay luôn. Điều kiện 2, phải chờ đến khi Lý Phong đăng chữa khỏi vết thương mới có thể hoàn thành. Điều kiện 3, lại càng đơn giản hơn. Trên trấn có một tiệm rèn, bản thân cậu làm thợ rèn, nên việc chế tạo một thanh trọng đao không hề khó khăn. Điều kiện 4 cũng không khó gì, dù sao thì bây giờ cậu không hề thiếu tiền. Chỉ cần đến cấm khu đom đóng một chuyến, bên ấy có rất nhiều thợ săn giết được dị thú cấp 3, mình bỏ ra ít tiền là kiếm đủ 100 cân thịt dị thú cấp 3 thôi. Đầu óc Phương Tri Hành chuyển động, trong lòng nhanh chóng hình thành kế hoạch. Trước tiên phải hoàn thành điều kiện 1 và 4, rồi hoàn thành điều kiện 2 và 3 sau. Trình tự này là hợp lý nhất. Phương Tri Hành nghĩ thế, bản thân lại trở nên bận rộn hơn. Cậu cầm đao phổ, cưỡi ngựa rời khỏi Am Thủy Tỉnh, chạy thẳng tới cấm khu đom đóm. Quay trở lại cấm khu cấp 3, nơi đây vẫn bận rộn đông đúc như vậy, thợ săn vẫn ra vào liên tục như những chú kiến thợ cần cù. Phương Tri Hành đi thẳng đến chỗ tập hợp của đội xe vận chuyển nhóm thợ săn săn được dị thú cỡ lớn quá khổng lồ và cồng kềnh thì đều phải mượn xe vận chuyển để mang đi. Cậu đã nghe ngóng trước rồi. Đáng tiếc, mấy hôm nay không có thợ săn nào săn được dị thú cấp 3. Phương Tri Hành không vội gì, bỏ chút tiền mua một quản sự để ý dùm mình. Sau khi cậu vào khách điếm, nằm nghiêng trên ghế, thảnh thơi đọc từng trang đao phổ một. Cậu cứ đợi như thế hai ngày. Chạng vạn tối, đột nhiên doanh trại náo nhiệt hẳn lên. Có người giết được một dị thú cấp 3 nên xuất hiện động tĩnh to lớn, mọi người nhao nhao chạy tới xem. Quản sự cũng nhanh chóng chạy đến báo tin cho Phương Tri Hành. Được. Trong lòng Phương Tri Hành mừng rỡ, vội vàng chạy qua đó, khi đến cậu nhìn thấy một khung cảnh hùng vĩ. Mấy trăm người hợp lực lại, kéo một con thú khổng lồ với chiều dài thân hơn 12 mét trong cấm khu ra ngoài. Đó là Bạch tê đầm lầy. Phương Tri Hành vừa nhìn đã nhận ra đây đúng là một dị thú cấp 3. Bạch tê đầm lầy thích chọn vùng nước để sống. Thật ra bình thường loài dị thú sống dưới nước thế này khó săn giết được lắm. Quản sự chạy đi nghe ngóng, về báo cáo với Phương Tri Hành, cao thủ giết được con bạch tê đầm lầy này là một vị công tử Nguyễn Gia. Nguyễn Gia, Phương Tri Hành nhíu mày. Quản sự cẩn thận giải thích, trong môn Việt có phân chia lớn nhỏ, ở Đam Châu chỉ có bốn đại môn Việt nhưng dưới đại môn Việt còn có rất nhiều gia tộc phụ thuộc, làm gia thần hoặc gia nô cho bọn họ. Đây chính là tiểu môn Việt. Nguyễn gia này chính là một trong những gia tộc phụ thuộc la gia môn Việt, cũng là một tiểu môn Việt có số nhân khẩu hưng thịnh và hung hăng nhất. Phương Tri Hành hiểu ra, gật đầu nói, nhanh đi hỏi thử xem, ta muốn mua thịt dị thú cấp 3, chỉ cần 100 cân thôi. Quản sự đi hỏi ngay lập tức, sau khi bắt chuyện một phen, hắn chạy về cười nói, đã thành giao, nhưng bọn họ yêu cầu mua bán theo giá thị trường. Giá thị trường đã bao gồm chi phí vận chuyển và lưu kho. Nên rõ ràng bán theo giá thị trường không công bằng cho Phương Tri Hành. Không sao cả, ta mua. Phương Tri Hành giàu nứt đố đổ vách, không thiếu tiền. Rất nhanh, quản sự đã mua được một miếng thịt vai tốt nhất, bỏ đi mấy miếng thịt vụn thì vừa đủ 100 cân. Thu Phương Tri Hành cầm thịt về phòng khách, vừa nghĩ trong lòng là miếng thịt vai kia nhanh chóng khô lại hóa thành tro tàn một đọc nội dung công pháp ba lượt đã hoàn thành bốn thịt dị thú cấp ba một trăm cân đã hoàn thành hay lắm phương tri hành thỏa mãn cười trả phòng rời khỏi tấm khu đông đóm quay trở về trấn xích châu trên trấn có một tiệm rèn đúng dịp chủ tiệm rèn là lão hán ngày đó đến quán rượu nhỏ uống vài ly cậu còn nhớ ông ta họ lâm Tiệm rèn do ông ta mở, nhưng ông ta đã không làm nổi nữa rồi, nên giao cho hai con trai quản lý. Phương Đại hiệp, sao ngài lại đến đây thế? Lão hán mừng rỡ, nhiệt tình chào đón. Hai con trai của ông ta đều kính cẩn khép nép. Nếu không phải Phương Tri Hành phá hủy Thất Sát Sơn Trang đang nghiền ép bọn họ, chắc chắn cả nhà bọn họ không thể sống qua mùa đông giá rét này. Phương Tri Hành cười nói, lão nhân gia, ta muốn rèn một thanh trọng đao, loại nặng ngàn cân mặt lão hán biến sắc khó xử nói chỗ ta chỉ là một tiệm rèn bình thường mọi hồi hay rèn mấy cái dao phay nông cụ các thứ thôi từ trước đến giờ chưa từng rèn trọng khí lớn cỡ đó phương tri hành cười nói không sao cả ta cũng biết sơ sơ một chút phương pháp rèn đúc ông chỉ cần chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu giúp ta là được ta có thể trả tiền cho ông trước a à, ngài còn biết rèn đúc ư lão hán kinh hãi suy nghĩ một lúc mới trầm ngâm nói đại đao nặng ngàn cân cần tiêu hao rất nhiều nguyên liệu với lại ngài còn muốn rèn binh khí cho nên phải dùng nguyên liệu loại tốt phương tri hành gật đầu đương nhiên chọn nguyên liệu càng cao cấp càng tốt thực ra điều kiện hai chỉ yêu cầu rèn một thanh đao nặng ngàn cân thôi không yêu cầu gì về nguyên liệu tốt hay xấu dù dùng nguyên liệu kém cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên phương tri hành đúc đao để mình dùng mà nên không cần dùng bất này làm gì có rồi đột nhiên lão hán vỗ đùi, kích động nói, dùng vẫn thạch thì sao? Phương Tri Hành chớp mắt, giật mình nói, vẫn thạch chí ít cũng là nguyên liệu cấp 2, chỗ ngài có không? Lão hán lại nói, không phải chỗ ta. Ông ta chỉ tay về phía hồ Xích Châu, ở trong hồ. Mấy năm trước có một miếng thiên thạch rơi vào trong hồ, rơi cách bờ không xa đâu. Ta từng đi vớt lên thử, nhưng mảnh thiên thạch này nặng quá. Phương Tri Hành mừng rỡ, một lát sau, cậu và lão hán cưỡi ngựa đi tới ven hồ. Lão hán xuống ngựa, nhìn quanh quanh nhìn tới nhìn lui, ông ta đứng dưới tán một cây đại thụ bên bờ hồ, sờ lên vết khắc trên vỏ cây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.